Thắng Thắng, cái nhà của tụi con bây giờ trả rồi, dọn về đây ở đi. Mỗi một tháng vậy cũng dư ra ít, tội đỏ lắm đó nha. Thưa ba má, con sẽ trả căn nhà đang thuê. Đúng rồi. Và thuê một căn hộ khác nhỏ hơn. Bà thấy là hai đứa nên dọn về đây ở đi. Ừ. Hai vợ chồng bay với lại Trâm Anh về đây ở, rồi nhà có người ra người vô, ba má cũng đỡ buồn. Ba, con hiểu là ba má lo cho con, nhưng con còn Công với ông ngoại của Trâm Anh nữa. Ê, nói nghe nè, cái chuyện của con Công á, má thấy bây giờ nó lớn rồi, đủ tuổi trưởng thành rồi, con đâu có bao bọc nó hoài được. Nè, gây ra bao nhiêu rắc rối. Đủ rồi con. Thôi má, để cho má nói. Má nói đúng mà, má nói có sai đâu. Còn chuyện của ba con á, nếu mà ba con mà còn ở vợ chồng con là con Trâm Anh nó khổ đó. Má, thôi mà má. Nè, Tấn Thắng, từ ngày mà con về làm dâu nhà này á, con nhất quyết không chịu ở chung ha. Rồi đến khi mà vợ chồng con gặp chuyện khó khăn, ba má sẵn sàng giang tay ra đỡ cho tụi con cũng từ chối nữa, con cũng không chịu. Bây giờ nè, con nói thật lòng con đi, con có khó chịu gì cái nhà này, có chuyện gì con nói ra một lần cho má hiểu đi nha. Má, má đừng có suy nghĩ nhiều quá có được không? Thật lòng mà bây giờ vợ con bắt mặt em trai cũng đâu có được. Mong ba má hiểu cho con. Ngày mai tụi con sẽ chuyển qua nhà mới. Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ, 20 giờ thứ hai và thứ ba hàng tuần trên K Cộng Cine, duy nhất trên K Cộng.